Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Ủy ban Nhân dân huyện Đầm Dơi đang triển khai kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Đầm Dơi năm 2023. Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo khó khăn về nhà ở, chưa có nhà ở hoặc nhà ở dột nát, có nguy cơ sập đổ, không an toàn khi sử dụng. Mục tiêu hỗ trợ nhà ở trong năm 2023 tổng 15 căn, mỗi xã 1 căn, mức hỗ trợ 50 triệu đồng trên căn. Nguồn kinh phí thực hiện từ quỹ người nghèo huyện Đầm Dơi 40 triệu đồng trên căn và từ quỹ người nghèo của cấp xã 10 triệu đồng trên căn. Triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Đầm Dơi năm 2023 nhằm tổ chức vận động, tiếp nhận và triển khai các nguồn hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Đầm Dơi, bảo đảm có nhà ở an toàn ổn định, góp phần nâng cao mức sống, giảm nghèo bền vững, thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội đối với hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Bên cạnh đó còn tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới, đồng thời góp phần thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện.